Xin chào tất cả anh em. Mời em hát trên một bộ dàn karaoke trị giá 18 triệu. Đó, rất là cao cấp anh em nhé, đồng bộ của lấy acoustic. Để sau đây 18 triệu. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao vọng mơ. Để rồi chia đi từ đây, yêu đương hóa khép đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, quách chờ bóng, mơ bóng em dấu yêu quay về đâu. Cuộc tình xưa phai dấu tư một buổi chiều, vẫn buồn mấy sáng theo nhau về. Sầu thương rắn kín ngắm tới gì ba, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình nếu chân lạc ngoài, lạc thang đường về mù. Vừa rồi thì anh em cũng nghe em hát một đoạn đúng không ạ? Đây là cái bộ dàn khá là hay anh em nhá. Rất phù hợp cho anh em chơi trong cái dịp cuối năm này. Và với cái bộ dàn này thì anh em có thể chơi trong phạm vi tầm 25 cho đến 30 mét vuông. Đó, 25 cho đến 30 mét vuông. Anh em thấy câu hình đẹp không ạ? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Bác nào mà đang có nhu cầu mua sắm những cái bộ dàn karaoke thì anh em không nên bỏ qua cái video này của bên em anh em nhá. Đó, tất cả đồng bộ của lấy acoustic hết, ngoài con súp, ngoài con súp điện này anh em nhá, ngoài súp bass 30 của JBL thôi. Đó, còn về bộ dàn máy và loa là nó đồng bộ luôn. Đó, cho nên cho ra một chất âm nó rất là chuẩn, chất âm rất là hay. Đó, cũng không cần phải setup nhiều với bộ dàn này. Đó, nhưng mà nó cho ra một cái chất nhạc và chất mic khá là ok đúng không ạ? Đầu tiên thì xin giới thiệu với anh em về bộ dàn máy. Đó, em sẽ cho nhỏ tiếng nhạc đi một chút. Đó, về bộ dàn máy thì ở đây thì em có phối ghép một bộ mic U700 của Lake Acoustic. Đó, con này được thiết kế mặt màu đen anh em nhé. Mặt màu đen khá là đẹp và rất là bắt mắt. Cái điều đặc biệt của cái bộ mic này, nó có cảm biến gia tốc, có chế độ dò sóng sạch cho anh em. Đó, ok chưa ạ? Đấy, và chế độ tự ngắt. Đấy, con này nó rất là tiết kiệm pin. Đó, tiếng mic của nó thì nó rất là bắt và độ nhạy rất là cao. Đó, độ nhạy của mic thì rất là cao. Đó, em sẽ cho giảm bớt effect đi. Đó, à để 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, nói chung là cái tiếng mic này nó khá là ok anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, thực sự là rất là bắt mic đúng không ạ? Con này rất là tiết kiệm pin luôn. Đó, thì với cái tầm giá là 2 triệu thì anh em tìm những cái bộ mic như thế này thì gần như là không có trên thị trường. Đó, tất cả hàng mới và đều được bảo hành cho anh em lên tới là 12 tháng. Đó, ok chưa ạ? Cái thiết bị thứ hai đó là một con vang số LX8. Đó, với con vang số LX8 này thì bên em sẽ setup đủ 6 chế độ karaoke. Đủ 6 chế độ karaoke. Đấy, trong đó sẽ có là 15 và 16 là anh em nghe nhạc. Đấy, 15, 16 là nghe nhạc. Với con vang này thì nó có đằng sau nó tới có hai đường mic anh em nhé. Có tới hai đường mic và đằng trước lại có hai cổng mic AB. Và anh em có thể chỉnh được hai đường mic riêng biệt, một mic có thể là mic echo, mic có thể là mic reverb. Rất là dễ chỉnh. Đây là tăng to nhỏ của mic. Đó,
ok chưa ạ? Đường input. Input thì chúng ta có thể chuyển những chế độ nhạc đầu vào như là sang CR2 đúng không ạ? Hoặc là Bluetooth. Đấy, cổng quang. Đấy, bình thường thì chúng ta để RCA1 là ok. Đó. Với con vang này thì tất cả anh em sử dụng trên một cái khiển anh em nhé. Sử dụng trên cái khiển chúng ta gọi mốt, hoặc là chúng ta có thể chỉnh tay được. To nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic. Ok chưa? Sử dụng bằng tay được mà có khiển chúng ta sử dụng. Gọi các mốt ra. Thì riêng con vang này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 3.300.000 đồng và đều được bảo hành 12 tháng anh em nhé. Tất cả thì sản phẩm bên em thì là đều hàng mới hết, hàng mới chính hãng hết. Ok chưa? Ở đây nó có một lớp ni lông anh em nhé, riêng con mic và con vang này. Về anh em bóc ra nhé, về cái bóc cái lớp ni lông này ra, nó chống xước. Kể cả con vang này cũng vậy, thì nó sẽ bóng và nó đẹp hơn. Đây người ta dán, người ta phủ lên để cho nó đỡ bị xước. Cái thiết bị thứ ba không thể thiếu được đó là một cục đẩy. Ở đây thì em có ghép lối một cục đẩy PL2.6 của Lấy Agotic. Con này là một cục đẩy size 2U và một dòng đẩy 2 kênh. Công suất chuẩn nó cho ra là 600W trên một kênh. Và con này mạch class AB, nguồn mạch. Nói chung là tất cả sản phẩm này thì nó với cái cục đẩy này thì linh kiện nó rất là mới. Nó rất là chất anh em nhé. Con này thì mặt nó gương có thể soi được, nhìn nó rất là sang trọng và rất là bóng, nhìn rất là chất với cái cục đẩy PL2.6 này. Thì với cái cục đẩy này thì anh em có thể chơi cho em được một cặp loa bass 30 và một cặp loa lời bass 25. Và anh như vậy là nghe nó rất là căng và rất là hay, vừa đủ anh em nhé. Thì giá của cục đẩy này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng. Với cục đẩy này thì size của nó thì nó rất là ngắn, nó chỉ tầm 28cm thôi. Anh em có thể thấy đây, găng tay của em nó ra tới đây là chỉ còn vài phân nữa thôi. 28cm thì chúng ta để trong cái tủ kệ nó rất là phù hợp, anh em không phải khoét tủ anh em nhé. Không phải khoét cái đít tủ thì nhìn nó rất là xấu, nhưng với cái cục đẩy này và với cái bộ dàn này anh em để vào thì nhìn nó rất là vừa vặn và rất là đẹp, đặc biệt nó rất là bắt mắt, chất âm hay. Khẳng định với anh em vì nó là đồng bộ của Lake Aquatic. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với anh em về phần loa. Ở đây thì em có ghép một cặp loa V12 của Lấy Agotic. Với cặp loa V12 này, nó một dòng loa full 30. Đó, check kèn anh em nhé. Đó, check kèn từ 170 quay 76. Đó, khá là chất luôn. Và được sơn phủ một cái lớp sơn sần cát. Đó, nhìn nó rất là bắt mắt và rất là đẹp. Bên cạnh thì nó đều có cái tay để cho anh em xách. Đó. Tất cả thùng vách thì rất là chắc chắn với cái cặp loa này. Và loa này thì nó công suất đó là 400W ở chế độ 8 ohm. 400W ở chế độ 8 ohm. Ok chưa ạ? Một dòng full 30, khá là chất. Trong cái tầm giá 8 triệu để anh em tìm được cái dòng loa mới chính hãng của LX thì gần như là không có anh em nhé. Thì cặp loa này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 8 triệu đồng. Thiết bị cuối cùng đó là một con súp điện bass 30. Anh em nhìn nữa, đây là một dòng súp điện bass 30 của JBL anh em nhé. Con này thì tất cả màng loa của nó cao su hết, nó rất là chất, nó độ rất là căng anh em nhé. Anh là rất là căng, tiếng súp rất là lực, rất là lực. Và được thiết kế khá là đẹp, đây là e căng của nó em vừa tháo ra. E căng rất là chất đúng không ạ? Hàng này là hàng nhập khẩu anh em nhé, hàng nhập khẩu Chila, ok chưa ạ? Đó, hàng nhập khẩu. Thì với cái con súp điện này thì bên em ấy đang bán với giá là 3.800.000 đồng. Súp điện JBL bán 3.800.000 đồng. Anh em mà muốn chơi súp hơi thì bên em có những mẫu súp hơi cho anh em. Bên cạnh là có súp hơi 40 TWK15M, một dòng súp hơi 40. Thì giá con súp hơi này thì hiện tại đang bán với giá là 6.500.000 đồng. Con này từ 220 có 100. Và ngoài kia thì có một con súp hơi 50 TWK18M của Lấy Agotic.
Với súp hơi 50 đó thì bên em hiện tại đang bán với giá là 8 triệu anh em nhé. Đó, súp thì bên em đang có là súp 50, súp 40 và súp 30. Đó, 3 mẫu súp để cho anh em lựa chọn. Đó. Quay về mặt đằng sau thì con súp điện này thì ở đây thì em đang kết nối đây. Đó, kết nối từ van anh em nhé. Đó, kết nối từ con van. Đó, kết nối xuống. Đó, kết nối xuống cái con súp này. Khá là ok, thế to nhỏ. À, ok chưa ạ? Cắt lại tần. Ok. À. À, quá chất luôn. À, thì đây là mặt đằng sau của con súp. À, lỗ thông hơi đằng sau anh em nhé. À, lỗ thông hơi được thiết kế ở đằng sau. À, cắt tần cắt khá rộng từ 50 này anh em thấy, từ 50 cho đến 150. À, đảo pha đấy, ban chỉnh, nói chung là đủ các cần để cho anh em chỉnh. Đó. Đó. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu xong một combo dàn karaoke chơi trong dịp cuối năm. Tổng bộ dàn này trị giá là 18 triệu, nói chung là rất là đẹp. Gồm mic không dây này, vang số LX8 này, đẩy 2 kênh này, 600W này, một kênh này, ok chưa ạ? Loa bass 30, dòng loa full. Đó. Và một súp điện 30. Đó. Rồi ok, thì là rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua sắm những thiết bị karaoke và muốn nâng cấp cho bộ dàn của nhà chúng ta thì anh em liên hệ trực tiếp với em. Thì bên em cung cấp tất cả anh em nhớ, đẩy 2 kênh, 4 kênh chơi gia đình và sự kiện, đúng không ạ? Rồi tất cả những cái mẫu gọi là quản lý nguồn, rồi là mẫu lọc xì. Đó. Đấy, khá là nhiều. Đấy, kể cả những cái dòng mic anh em nhá. Đấy, khá là nhiều. Thì là anh em nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.